Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách dán mũi chỉ nha anh em. Dán mũi chỉ máy may máy tính lớn. Một máy xếp riêng nha anh em. Đây là máy xếp riêng lớn. Này này, 1 không 3 không 2 không chứ anh em. Rồi. Sẽ hướng dẫn anh em cách dán ra. Ví dụ như người ta may, ví dụ như bây giờ mình vô một cái trình mình vẽ này nha. Vẽ một cái trình là bất kỳ ra. Rồi mình hướng dẫn anh em cách mình vẽ ra. Đỡ phải mình vẽ lại. Ví dụ như bây giờ mình vẽ cái trình này. Vẽ hai cái ô vuông này. Rồi bây giờ mình lên bước nhảy mình vẽ một cái trình cái này đi. Rồi. Vô mũi vẽ. Vẽ. Đây là cái mũi 2.0 mình nha anh em. Anh em nhớ mũi 2.0 nha. Rồi ok. Nhảy xuống. Bây giờ mình vẽ cái này đi. Bây giờ vẽ này. Rồi bắt đầu mình nhảy qua đây mình vẽ cái mũi nha anh em. Rồi bắt đầu anh em bóp ra nè. Anh em vẽ vô đây. Anh em ảnh vô. Nó hiện ra. Vẽ thêm lần nữa. Nó đã hiện ra là đây, đây là cái bước nhảy. Bấm vô, enter. Đây. Bấm vô, enter. Ờ, mình nhảy vào đây. Nhảy vào đây mình may. Rồi, enter vào đây. Rồi, nhảy đây là bước nhảy. Đó, bước này là bước không may anh em. Bước này là bước nhảy từ đây qua đây. Rồi, bắt đầu mình vô cái trình mà vẽ. Đè vô. Đè vô lần nữa. Đây. Đây là cái... đây là vẽ đường thẳng, đường cong, đường tròn và vân vân. Như đây, rồi cũng như nãy mình chọn mũi 2.0. Rồi bắt đầu vẽ rồi, vẽ thêm cái này. Rồi, đây được. Đây được. Đây, vẽ chắc cũng không đẹp lắm. Đây một đường qua đây được không? Đây một đường rồi. Rồi khi vẽ xong á là mình kết thúc vẽ là anh em đè vô đây, đè vô. Rồi anh em vô trong này đè cái nữa, anh em vô đây anh coi. Rồi anh em bấm vô một que cho anh em cuối chương trình vẽ lúc nào mình cũng bấm một que đó. Rồi rồi xong không. Bây giờ mình sửa lại nè cho anh em nha, sửa lại. Mình vô lại cái bước chạy nè, đây là bước chạy. Vô. Rồi, dấu cộng là chạy. Rồi, nhảy vào đây. Nhảy đây rồi, ok. Bây giờ hướng dẫn anh em là bây giờ mình thả ru rồi nha. Cho cái bước nhảy. Rồi mình muốn cho cái bước nhảy này nó nhảy ở trên đây cho mình dễ thấy nha anh em. Rồi mình kéo nó lên luôn. Mình nắm ép trước nè. Nắm ép. Nắm ép cho anh em rồi mình kéo lên. Kéo cái bước màu xanh lên cho xa tí là mình dễ thấy. Rồi bấm enter. Rồi lộn anh em ơi. Xin lỗi nè. Lưu đi, lưu rồi mình sửa lại cho nó lát máy nó lát rồi này mà. Giờ mình lưu nó vô trước rồi mình sửa lại cho anh em coi nha. Rồi giờ mình lưu vô số 100 rồi, vô số 79 đi. Hai chân rồi bấm enter rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại cho này mình thoát ra hết luôn. Thoát ra. Rồi bây giờ mình vô là cái trình 39 mà nãy mới vẽ nè, bây giờ mình sửa lại nè. Hai máy thì lát anh em cũng cảm nha. Đây là chính nè. Rồi cái chân 39 này mình vẽ em luôn lại. Rồi cái chân 39 nè. Rồi bấm vô chạy nè. Đấy. Là nó vô cái bước màu xanh này em thấy không? Là nãy mình muốn giờ cái bước màu xanh cho nó lên cao cao tí là mình dễ thấy nha. Anh em bấm vô F.
Rồi, có nhà ép nha. Rồi, giờ lên luôn. Giờ lên nào, 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 giờ đi giờ. Giờ đừng có cho nó bắt bay vô khuôn được. Rồi, mình bấm Enter nè. Đấy. Nhưng mà nó còn cái mũ màu xanh anh em thấy không? Bây giờ mình chạy xuống này. Chạy xuống này. Đó là nó xuất phát vô cái điểm màu xanh hồi nãy là mình kéo lên đó. Bây giờ mình xóa cái mũi nó nha anh em. Rồi bây giờ mình vô cái mũ màu xanh lại nè. Rồi anh em muốn xóa cái mũi đó anh em bấm C. 1 0 C 1 0 đó anh em thấy chưa? Nó nhảy lên lại trên đó nữa. Rồi bắt đầu cái đó là mình giờ bước nhảy nha. Bây giờ anh em muốn giờ bước nhảy qua bên đây cũng được. Nào chọn giờ bước nhảy, dù giờ bên đây nha, anh em bấm F. Còn anh em kéo lên thôi. Làm lại lần nữa cho anh coi nhìn nào. Muốn giờ bước nhảy qua đây. Rồi bấm Enter nè. Rồi nó còn cái bước màu xanh, mình phải xóa cái bước màu xanh đó đi để không nhảy tùm lum anh em. Rồi anh em lùi lại cái bước màu xanh đó. Nào kéo qua đây không? Mình lùi lại bước màu xanh nè. Bấm trừ luôn. Rồi bấm C. Đó là giờ bước nhảy anh em nha. Rồi bắt đầu mình vào cái bắt đầu nó may, nó nhảy xuống may nè. Đó là thường thường nó hay bỏ mấy mũi đầu lắm anh em. Vì nó may nhanh đó, nó sẽ bỏ mũi đầu. Bây giờ mình sẽ thả rùa đó, anh em đè vào đây. Thả rùa cho nó chậm lại nữa một mũi. Vô. Anh em đè vô đây. Anh em bấm vô ba rùa nè. Ba con rùa là gì? Ba con rùa là để nó chạy chậm. Đây bây giờ mình thả bốn con rùa đó. Rồi đâu cũng coi nào, bấm Enter. Rồi bắt đầu. À cái chỗ này bước đầu tiên nó có bốn rùa nha. Rồi là bốn rùa là có nghĩa là chậm anh em. Rồi mình lui ra lại. Lui ra. Mình vô đây. Rồi bấm Enter. Rồi bắt đầu mình cho nó chạy. Có nghĩa là bốn con rùa đó các bạn muốn cho nó chạy tới đâu là chậm. Là còn tất cả vì sao là mình thả con rùa số 0 là nó không còn chậm nữa, nó chạy nhanh bình thường. Cho nó 4-5 mũi gì anh em. Cho mấy cái bước đó là mấy bước chậm đó. Rồi cho nó chạy tới đây nha. Rồi bấm Enter nè. Rồi mình vô lại con rùa nãy. Đây. Rồi bấm Enter. Rồi mình vô cái con rùa luôn. Enter. Rồi mình trả cái con rùa này về số 0 lại. Là có nghĩa là không còn con rùa nào hết. Và nó sẽ chạy nhanh như tự nhiên. Rồi ok. Rồi. Rồi anh em quay lại nha. Rồi mình lui lại nè nha. Giới thiệu chi tiết lại nè. Đây là sẽ có bốn con rùa. Là nãy mình mới thả. Rồi mình chạy. Gần. Đây là nó xuất hiện con rùa nó. Là mình đã trả xíu không rồi. Rồi tất cả gì sao là nó sẽ chạy nhanh mình được anh em ạ. Rồi nhớ đó nha. Rồi chi tiết đó nó chính là lại mũi. Rồi ví dụ như cái điểm đầu này muốn vô, anh em muốn lại mũi 3 mũi, anh em nhảy xuống nè. Nhảy xuống rồi mình đè vô đây, đè lần đó, bấm vô đây, bấm vô đây. Đây là cái ký hiệu lại mũi, anh em bấm Enter nè. Rồi cái số trên đó là cái số mũi, ở dưới là số lần. Ở trên là mũi có nghĩa là 3 mũi, ở dưới là số lần nè có nghĩa là 1 lần nè. Anh em bấm vô số 1 là nó chỉ lại mũi 1 lần thôi anh em. Bấm là anh em nhìn cái này mình bấm Enter là nó xuất hiện 3 mũi lại nè. Rồi bắt đầu cái này cho anh em xem. Chạy lên cái bước đầu tiên nha. Rồi nó chạy xuống cái mai nè, anh em thấy nó nhảy xuống qua cái gốc chút xíu không, là có nghĩa là 3 mũi đó. Nó chạy ngược vậy nè, đó nó chạy lên là nó mà lại mũi 1 lần 3 mũi. Rồi đó là lại mũi nha. Rồi bây giờ hướng dẫn anh em chẻ mũi chỉ nữa. Bây giờ là dán mũi chỉ. Ví dụ như bây giờ mấy cái trình này là hồi nãy là mình may 2.0. Bây giờ anh em muốn dán cái mũi chỉ nó ra, cho mũi ra tí xíu lên 3.2. Là có nghĩa là bây giờ nếu mà yêu cầu cái khuôn nó may với cái số mũi như đây là 2.0, mà bây giờ nó muốn dán cái mũi chỉ đó ra, mà nếu mà mình vẽ lại á là nó cực. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em là như là mình vô cái trình mình dán cái mũi ra bự luôn. Cũng dạng nhỏ cũng được, cũng thu nhỏ cũng được, cũng dạng bự được rồi. Mình lùi lại nè. Rồi mình lùi lại nha anh em, rồi mình tháo ra hết luôn. Rồi mình vô lại cái trình 3 tiêu chính mình.
đi chứ. Giờ lại kiểm tra cho chính nào. Đâu rồi anh em? Qua bên kia chỉnh sửa bên này. Anh em đừng vô chỉnh sửa bên này nha. Sửa bên này là mình giảm vị trí không được. Đừng vô bên này. Bây giờ mình vô ngược lại bên này. Mình mới giảm vị trí được. Rồi. 39 nha. Đây. Anh em vô này, anh em mình vô này, vô này nó mới giảm vị trí được. Chỉ có chỉnh bên cái kia bên này với bên này mới vô. Rồi vô nè. Đó. Nó hiện ra không? Giờ bây giờ mình sẽ dán vị trí cho anh em nha. Mình bấm lại vô đây. Đây. Rồi mình bấm lại vô trong này. Rồi bấm vô đây. Rồi đây là cái ký hiệu dán vị trí cho anh em nha. Đây. Đây. Cái cự ly kim là nãy anh em nhớ là cự ly kim 2.0 đó chưa. Bây giờ mình muốn dán lên cho nó bự ra. Cái vị trí bự ra. Bấm lên 3.2. Này là nãy là 100%. Đây, cười đi chưa em nhé. Rồi anh em bấm vô. Bấm lên 3.2. Rồi anh em nhìn mình enter là nó dùng được cái khu này. Là nó giãn của chị rồi đó anh em. Nó bắt đầu anh em mai rồi anh em coi, nếu mà nó giãn là bự á như cái yêu cầu thì thôi mình không chỉnh nữa, còn nếu mà nó không được thì mình vô đó mình giãn nữa anh em nhớ nha. Rồi mình đã giãn cho anh em là cái cách là giãn của chị thả rùa và vẽ trên bước nhảy, chỉnh bước nhảy. Rồi anh em có gì thắc mắc về cái đời thái này thì anh em liên hệ mình nha.